chào, tiếng Trung 5S xin chào tất cả các bạn. Mình lại gặp nhau với bài 5 giáo trình ngữ. Chân sư Quảng Lão sư, đây là thầy giáo Vương. Một cái tin vui cho các bạn đó là sau bài này thì chúng ta không phải học phát âm thêm âm mới nữa, chỉ cần luyện tập thôi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhá. Bốn thanh mẫu cuối cùng, âm cuốn lưỡi ZH, CH, SH và chữ R. Đầu tiên, chữ ZH thì phát âm giống chữ chờ trong tiếng Việt. Khi phát âm, cuốn lưỡi cong lên, chư, chư. Để phát âm dễ thì môi cũng hơi cong lên một tí, chư, chư. CH phát âm giống ZH nhưng bật hơi mạnh hơn, chư, 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 chư. SH phát âm giống chữ S trong tiếng Việt nhưng cuốn lưỡi cong lên, sư, 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 sư. R phát âm giống R trong tiếng Việt, cong lưỡi, dây thanh không rung, rư, 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 rư. Tiếp theo, vận mẫu Y thì có hai cách đọc, Y và Ư. Chữ Y sẽ đọc là Ư khi đi với các thanh mẫu Z, ZH, C, CH, S, SH và chữ R. Còn lại chúng ta sẽ đọc là Y. Tiếp theo, biến điệu chữ Y. Thanh điệu gốc của chữ Y là thanh 1. Khi nó đọc riêng rẽ hoặc là đếm số thì ta giữ nguyên, vẫn đọc là Y. Còn ở trong câu, chữ Y khi âm theo sau là thanh 4 thì ta đọc thành thanh 2, đọc là Ý. Còn các thanh còn lại thì ta đọc thành thanh 4, đọc là Y. Ví dụ, chữ Y đọc là Y nhưng khi đi với chữ cưa là thanh 4 thì ta sẽ đọc thành thanh 2, Ý cưa. Y cưa sẽ đọc thành Ý cưa. Tương tự, chữ Y khi đi với khoai, sư và cưa thì ta sẽ đọc thành Ý khoai, Ý sư và Ý cưa. Trường hợp tiếp theo, chữ Y đi với chữ ban, chữ duyến và chữ bẩn, các thanh không phải là thanh 4 thì chữ Y ta sẽ đọc thành thanh 4, Y ban, Y duyến, Y bẩn. Ok, tới đây thì mình đã giải quyết hết cái phần phiên âm, thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu, ghép âm cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta có thể đọc được cái bảng ghép âm trang 45 rồi đấy. Cái bảng này thì chữ bé quá, các bạn luyện đọc ở nhà nhé. Cuối cùng là cái phần chú ý. Khi chúng ta mới bắt đầu học thì có 3 cái nhóm âm mà chúng ta rất là dễ nhầm. Nhóm âm thứ nhất đó là âm mặt lưỡi, chữ G, chữ Q và chữ X. Chữ G và chữ Q thì phát âm giống chữ chờ trong tiếng Việt. Khi phát âm, đầu lưỡi thẳng, hạ tự nhiên, kéo dài khóe môi sang hai bên như đang cười. Đầu tiên, chữ G, chi, chi. Chữ Q bật hơi mạnh hơn, chi, chi. Chữ X, si, si. Và chú ý tiếp theo đó là khi mà vận mẫu uy đi với cả thanh mẫu G Q X thì sẽ bỏ cái dấu hai chấm trên đầu đi, và đọc vẫn vậy, chui, chui, suy. Sang nhóm âm thứ hai đó là âm đầu lưỡi Z, C và chữ S. Chữ Z và chữ C thì phát âm giống chữ chờ trong tiếng Việt. Khi phát âm, đầu lưỡi thẳng cắm lên mặt sau của hàm răng trên, sau đó đầu lưỡi hơi lùi lại. Chúng ta đọc chữ Z, chư, chư. Chữ C bật hơi mạnh hơn, chư, chư. Chữ S, sư, sư. Nhóm âm thứ ba đó là âm cuốn lưỡi ZH, CH, SH và chữ R. Chữ ZH và CH thì phát âm giống chữ chờ trong tiếng Việt, nhưng mà khi phát âm thì cuốn lưỡi cong lên. Chúng ta đọc ZH, chư, chư. CH bật hơi mạnh hơn, chư, chư. SH, sư, sư. Chữ R, rư, rư. Rồi. Và cái lưu ý cuối cùng đó là chữ Y sẽ đọc là ư khi đi với các thanh mẫu Z, ZH, C, CH, S, SH và chữ R. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sang phần ghép âm. Đầu tiên chúng ta đọc cha, chưa, chư, trai, chây, trao, châu. CH bật hơi mạnh hơn, cha, chưa, chư, trai, trao, châu. Sa, sưa, sư, sai, xây,
sao, sâu. Rưa, rư, rau, râu. Chan, chân, trang, chân, chung. Chan, chân, trang, chân, chung. San, sân, sang, sân. Ran, rân, rang, rân, rung. Sang phần tiếp theo. Chu, choa, chua, choai, chui, choan, chuân, choang. Chu, choa, chua, choai, chui, choan, chuân, choang. Su, xoa, xua, xoai, xoay, xoan, xuân, xoang. Ru, rua, rua, rui, loan, luân. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần chữ Hán. Đầu tiên chúng ta học đại từ chưa, dịch nôm na có nghĩa là đây, này. Chữ chưa có bộ văn là văn chương và bộ xước là đi xa. Văn chương thì đi xa mới lấy được đây này. Chữ chưa có nghĩa là đây, này. Thêm bộ nhi vào thì ta được chữ chưa, có nghĩa là ở đây, chỗ này. Ủa chai chưa? Tôi ở đây, tôi ở chỗ này. Còn ủa chưa thì lại có nghĩa là chỗ của tôi. Minh Thiên tha lái ủa chưa? Ngày mai cô ấy đến chỗ tôi. Tiếp theo, chữ sư có nghĩa là. Có bộ nhật là mặt trời. Và bộ sơ là khai sơ. Là mặt trời khai sơ ra mọi thứ. Chưa, đây, sư, là. Chưa sư, đây là. Chưa sư của ba bảo, đây là bố tôi. Chưa sư của ma mà, đây là mẹ tôi. Tiếp theo, hình dung từ lão. Âm ấn Việt là lão, có nghĩa là già. Có bộ thổ là đất. Dấu phẩy thì giống với gậy. Và bộ chủy là cái thìa. Già rồi thì đi trên đất, phải chống gậy và ăn bằng thìa. Xuế tạo lão, học đến già. Cái việc học thì không có điểm dừng và chúng ta phải học suốt đời. Tiếp theo, chữ sư, âm ấn Việt là sư, có nghĩa là thầy giáo, sư phụ ấy. Có bộ đao đứng là cái đao. Bộ nhất là số 1. Và bộ cân là cái khăn. Thầy giáo thì tay múa đao và đeo một cái khăn. Lão có nghĩa là già. Sư có nghĩa là sư phụ. Lão sư có nghĩa là thầy cô giáo. Chứ sư lão sư, đây là thầy giáo. Một cái cách để hỏi trong tiếng Trung cũng giống trong tiếng Việt, đó là câu trần thuật chúng ta lên giọng ở cuối câu để thể hiện cái ngữ khí nghi vấn, thì cái câu trần thuật đấy sẽ trở thành cái câu hỏi. Mình ví dụ nhá, câu trần thuật chứ sư lão sư, đây là thầy giáo. Khi chúng ta lên giọng ở cuối câu thì nó sẽ trở thành câu hỏi. Chứ sư lão sư, đây là thầy giáo ư? Đó, chứ sư lão sư, đây là thầy giáo ư? Tiếp theo chúng ta sang trợ từ mân. Trợ từ chỉ số nhiều. Trợ từ mân đặt sau một đại từ hay là danh từ để chỉ số nhiều. Chữ mân có bộ nhân đứng là con người và bộ môn là cái cửa.
Một người đứng cạnh cái cửa, mở cửa cho rất nhiều người. Tuy, đúng, chứ sư lão sư, đây là thầy giáo. Mình ví dụ nhá, chữ mân đặt sau đại từ thì sẽ thành đại từ số nhiều. Nỉ có nghĩa là bạn, nỉ mân, các bạn. Ủa mân, chúng tôi. Tha mân, bọn họ. Tha mân thì chúng ta sẽ dùng cái chữ tha nam nhá, không dùng tha nữ. Lão sư mân, các thầy cô giáo. Nỉ mân truy thiên an mấn mà, các bạn đi thiên an môn à? Tuy, ủa mân truy thiên an mấn. Đúng, chúng tôi đi thiên an môn. Ủa mân dễ truy, chúng tôi cũng đi. Chán mân y chỉ truy ba, chúng mình cùng nhau đi nhá. Tha mân sư lão sư mà, bọn họ là giáo viên à? Tuy, tha mân sư lão sư. Đúng, bọn họ là giáo viên. Tiếp theo chúng ta sang một đại từ nín, có nghĩa là ông, ngài, bà. Cái chữ này thì ta hay dùng trong cho những cái người mà bề trên, sếp của chúng ta chẳng hạn, hoặc là một cái người mà chúng ta yêu quý. Chữ nín bên trên chữ nỉ có nghĩa là bạn, và bên dưới bộ tâm là trái tim. Đặt bạn vào trong trái tim mình là kính trọng bạn, gọi bạn là ngài. Nín có nghĩa là ông, ngài. Nín hảo, chào ông, chào bà, chào ngài. Tiếp theo chúng ta học động từ chỉnh, có nghĩa là mời. Có bộ ngôn là lời nói, bộ nhất là số 1, bộ thổ là đất, và bộ nguyệt là mặt trăng. Mời thì dùng lời nói mời đến một mảnh đất trong đêm trăng thanh gió mát. Thanh, ba cái bộ nhỏ này thì thực chất nó là bộ thanh. Bộ thanh là màu xanh, một mảnh đất giữa cái đêm trăng thanh đấy. Thanh chính là màu xanh. Trinh thiên bái rư, thanh thiên bạch nhật đấy. Gặp cái người mình quý trọng thì đầu tiên mình sẽ chào là nín hỏ cho ngài. Sau đó thì mình sẽ mời họ vào nhà. Ta có từ chỉnh chin, mời vào. Động từ chin có nghĩa là vào, đi vào. Chữ tỉnh là cái giếng. Và bộ xước có nghĩa là đi xa. Đi thì đi vào cái giếng ở một nơi rất xa. Chỉnh chin mời vào. Sau khi mời vào nhà rồi thì mình sẽ mời khách ngồi. Ta có từ chỉnh chua, mời ngồi. Động từ chua có nghĩa là ngồi. Đó. Bên trên có hai bộ nhân là con người, và bên dưới bộ thổ có nghĩa là đất. Và để nhớ chữ này thì ta hình dung đến cái hình ảnh hai người ngồi trên một đống đất. Chỉnh chua có nghĩa là mời ngồi. Tiếp theo chúng ta học động từ khưa, có nghĩa là uống. Chữ khưa có bộ khẩu là cái miệng. Bộ nhật là mặt trời. Và cái phần bên dưới thì nhìn giống cái bụng. Và các bạn ý, bên trong có chữ nhân, đó, chính là người. Đó, cái bụng mà có người bên trong thì chính là bụng bầu. Đó. Uống thì dùng miệng và uống nước từ ngoài trời vào trong bụng bầu. Tiếp theo danh từ trá có nghĩa là trà, chè. Có bộ thảo đầu là cỏ. Bộ nhân là con người. Bộ nhất là số 1. Và cuối cùng bộ tiểu là bé nhỏ. Trà là một loại cỏ được người trồng trên một quả đồi nhỏ. Đó, rất là dễ nhớ đúng không ạ?
Khách đến nhà thì ta sẽ chỉnh khưa chó, mời uống trà. Ta học thêm một từ nữa, đó là xuẩy. Âm ấn Việt là thủy, có nghĩa là nước. Chữ này thì chúng ta sẽ hình dung đến một cái hình ảnh, đó là một dòng nước chảy hai bờ hai bên. Xuẩy có nghĩa là nước. Ủa khưa xuẩy, tôi uống nước. Khưa uống, xuẩy nước. Ủa khưa xuẩy, tôi uống nước. Tiếp theo, và nếu như mình là khách mà được người ta mời uống nước thì chúng ta sẽ nói xia xia, cảm ơn. Chữ xia, âm ấn Việt là tạ, có nghĩa là cảm ơn, cảm tạ. Có bộ ngôn là lời nói, bộ thân là thân thể, bộ thốn là đơn vị đo. Cảm ơn thì dùng lời nói gập thân xuống một thốn để cảm ơn, biểu thị cái lòng thành kính. Xia xia, cảm ơn. Tiếp theo, danh từ khưa có nghĩa là khách, người khách ấy. Có bộ miên là mái nhà. Bộ truy là đến từ phía sau. Bộ khẩu là cái miệng. Khách đến nhà thì cứ lấp ở phía sau, mời mỏi miệng mới vào. Tiếp theo, chữ chi có nghĩa là khí, không khí. Có bộ nhân nằm là con người. Bộ nhất là số 1. Và phần bên dưới thì nhìn giống không khí. Người nằm xuống một cái, thở phì ra không khí. Ta nhớ được chữ khí. Chi có nghĩa là khí. Khưa, khách, chi, khí. Khưa chi, khách khí. Bú khưa chi, đừng khách khí. Khi ai đó cảm ơn mình thì mình sẽ nói là bú khưa chi, đừng khách khí, cứ tự nhiên đi nhá. Tiếp theo ta sang chữ công, có nghĩa là công việc, người thợ. Chữ này thì giống một chữ y, rất là dễ thôi. Chữ chua, âm ấn Việt là tác. Có bộ nhân đứng là con người. Và đằng sau chữ xạ có nghĩa là đột nhiên. Cung chua là danh từ công việc. Trong công việc thì người thợ suốt ngày phải đứng, không cẩn thận là đột nhiên sẽ mất việc như chơi. Cung chua là công việc. Cung chua máng ma, công việc bận không. Cung chua bú thai mà, công việc không bận lắm. Tiếp theo, chữ sân là thân thể. Chữ này là bộ thân luôn ấy. Nhìn giống y xì hình cái thân luôn. Chữ thỉ, âm ấn Việt là thể, có nghĩa là thân thể. Có bộ nhân đứng là con người. Bộ mộc là cái cây, gạch dưới gốc một cái, tức là đánh dấu đó là phần gốc cây. Ta được chữ bản là cái gốc cây. Sân thỉ là thân thể, sức khỏe. Thân thể là hình ảnh một người đang đứng và dựa vào cái gốc cây. Nỉ ba bà sân thí hảo mà, sức khỏe bố bạn tốt không? Tha sân thì hấn hảo, sức khỏe ông ấy rất tốt. Nỉ ma mà sân thí hảo mà, sức khỏe mẹ bạn tốt không? Tha sân thí dễ hấn hảo, sức khỏe bà ấy cũng rất tốt. Tiếp theo chúng ta học một số đếm nữa, đó là sứ, âm ấn Việt là thập, số 10. Chữ này thì giống cái hình cây thánh giá nhà thờ,
và nó là cái chữ thập đỏ y tế mà chúng ta hay nhìn thấy ấy. Cuối cùng chúng ta sang phần tên riêng. Chữ Hoàng, âm Hán Việt là vương, có nghĩa là ông vua hoặc là họ vương. Có bộ nhất là số 1 và bộ thổ là đất. Ông vua thì là người cai quản một vùng đất. Trước khi sang phần tiếp theo, thì như các bạn đã biết, để làm một cái video dạng vẽ tay animation như thế này thực sự là mất rất nhiều công sức và thời gian. Mình phải bỏ ra cả tháng trời thì mới làm xong một sản phẩm cho các bạn xem. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy bỏ một chút thời gian của mình ra, like, share và đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và có thể là chia sẻ video của mình lên Facebook cho các bạn bè của mình cùng học. Còn bây giờ thì chúng ta sang phần len xí, luyện tập. Tiểu khơ, bài 5. Chứ sư Hoàng lão sư, đây là thầy giáo vương. Khơ quấn, bài đọc. Chứ sư Hoàng lão sư, đây là thầy giáo vương. Chứ sư của ba bà, đây là bố của tôi. Hoàng lão sư, thầy giáo vương, nín họ, chào ngài. Nín họ, chào ngài. Chỉnh chin, mới vào. Chỉnh chua, mới ngồi. Chỉnh khưa chá, mời uống trà. Xia xia, cảm ơn. Bú khưa chi, đừng khách khí. Cung chua máng ma, công việc bận không? Bú thai máng, không bận lắm. Sân thí hỏ ma, sức khỏe tốt không? Hấn hỏ, rất tốt. Sân chứ từ mới. Chưa, đây, này. Sư là lão sư, thầy cô giáo. Chứ sư lão sư, đây là thầy giáo. Nín, ông, ngài, bà. Chỉnh, mời. Chin, vào. Chỉnh chin, mời vào. Chua, ngồi. Chỉnh chua, mời ngồi. Khưa, uống. Trá, trà. Xia xia, cảm ơn. Bú khưa chi, đừng khách khí. Khưa chi, khách khí. Cung chua, công việc. Cung chua máng mà, công việc bận không? Sân thỉ, thân thể, sức khỏe. Sân thí hỏ mà, sức khỏe tốt không? Sứ, số 10. Rư, mặt trời, ngày. Hoàng, vương, ông vua. Len xí, bài tập. 1. Sân teo, thanh điệu. Chưa, 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 chưa. Chưa, có nghĩa là đây này. Sư, sứ, sử, sư. Sứ là số 10. Sư là su, sú, sủ, su. Su là quyển sách. Chư, chứ, chữ, chư. Chá chư, tạp chí. Xoay, 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 nước. Sư, sứ, sử, sư. Lão sư, thầy giáo. Rân, rấn, rẩn, rân, rấn, người. Sân, sấn, sẩn, sân, sân, thân thể. Chua, chúa, chúa, chua, chua, công việc, chua, ngồi. Hai, biến âm biến điệu. Chư, chư, sư, rư, chưa,
chưa, sưa, rưa, chan, chản, san, rán, trang, tráng, sang, răng, chân, chân, sấn, rấn, chân, chấn, sân, rấn, chá, 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 xả, xả, chứa, chứa, chưa, chưa, xưa, xưa, thư, chư, thứ, chứ, sư, 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 sứ, sứ, sư, siêu gì, nghỉ ngơi, siêu gì, chư tao, chứ tao, chân chấn, chân chân, tráng chấn, tráng chẳng, trung huấn, trung phân, chưa chan, chi xiên, chuân thiên, chiêu thiên, chứng nén, trinh nén, chuán sang, choáng sang, sư vọng, si vọng, sang xin, xiang xin, chư chỉ, sứ chi, sân lý, chinh lý, sân khúa, chinh quà, sang tiền, chiên miền, rân sư, lín sứ, rân lý, rư lý. Tiếp theo, biến điệu thành ba. Giản tan, đơn giản, hải biên, hải xiên, hảo chư, ăn ngon, biểu dáng, biểu dương, cảm chế, cảm thấy, kiểm tra, kiểm tra, lủy xính, du lịch. Ngữ phả, ngữ pháp. Tráng chẳng. Béo giản, biểu diễn, khứ ý, có thể, bỉ sai, thi đấu, tầng tài, chờ đợi, bẻo sư, biểu thị, cản xia, cảm tạ, nải nai, bà nội, ở tua, cái tai, ỉ chư, cái ghế, sảng chư. Tiếp theo phần 4, nhận mặt chữ và đọc. Ta đọc phần số đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo, sinh chi y, sinh chi ơ, sinh chi san, sinh chi sư, sinh chi ủ, sinh chi liêu, sinh chi thiên, sinh chi rư. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Nín họ, chào ngài. Chỉnh chin, mời vào. Chỉnh chua, mời ngồi. Chỉnh khưa chá, mời uống trà. Xia xia, cảm ơn. Bú khưa chi, đừng khách khí. Cung chua máng, công việc bận. Sân thí hảo, sức khỏe tốt. Chư sư quán lão sư, đây là thầy giáo Vương. Chư sư của ba bà, đây là bố tôi. Quán lão sư, thầy giáo Vương, nín họ, chào ngài. Nín họ, chào ngài. Chỉnh chin, mời vào. Chỉnh chua, mời ngồi. Chỉnh khưa trá, mời uống trà. Xia xia, cảm ơn. Bú khưa chi, đừng khách khí. Cung chua máng ma, công việc bận không? Bú thai máng, không bận lắm. Sân thí hảo ma, sức khỏe tốt không? Hấn hảo, rất tốt. Hoàn thành hội thoại. Chư sư quán lão sư, đây là thầy giáo Vương. Chư sư của ba bà, đây là bố tôi. Quán lão sư, nín hảo. Thầy giáo Vương, chào ngài. Nín hảo, xin chào. Chỉnh chin, mời vào. Chỉnh chua, mời ngồi. Chỉnh khưa trá, mời uống trà.
Xia xia, cảm ơn. Bố khưa chi, đừng khách khí. Công chúa máng ma, công việc bận không? Công chúa hẩn máng, công việc rất bận. Sân thí hảo ma, sức khỏe tốt không? Sân thí hẳn hảo, sức khỏe rất tốt. Chứ sư quáng lão sư, đây là thầy giáo Vương. Chứ sư của ba bà, đây là bố tôi. Quáng lão sư, nín hảo, thầy giáo Vương, chào ngài. Nín hảo, chào ngài. Chỉnh chín mới vào, chỉnh chua mới ngồi, chỉnh khưa trá mới uống trà. Xia xia, cảm ơn. Bố khưa chi, đừng khách khí. Công chúa máng ma, công việc bận không? Bố thai máng, không bận lắm. Sân thí hảo ma, sức khỏe tốt không? Hấn hảo, rất tốt. Và cuối cùng là phần luyện viết chữ Hán, thì mọi người về nhà chịu khó luyện viết chữ Hán nhé. Còn bây giờ thì chào chiên, tạm biệt. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và để lại một bình luận để cổ vũ mình nhé. Tiếng Trung 5S, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.